Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức và tiếp theo đây là phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Mở đầu là bản tin đến từ Thái Lan cho biết là có hàng loạt các vụ nổ đã làm rung chuyển miền nam của Thái Lan. Thông tấn xã AFP đưa tin cho biết là có tổng cộng 17 vụ tấn công bằng chất nổ và phóng hỏa đã làm rung chuyển nhiều địa điểm ở miền nam Thái Lan. Dường như đây là một hoạt động phối hợp của phiến quân. Phát ngôn viên quân đội của Thái Lan là ông Pramod Promin trong ngày hôm nay cho hay rằng các vụ tấn công xảy ra ngay sau nửa đêm ở các tỉnh như là Pattani, Narathiwat và Yala, chủ yếu tại cửa hàng tiện lợi và các trạm xăng, làm cho ít nhất là 7 người bị thương. Ông Pramod cho biết rằng những kẻ tấn công ăn mặc như là phụ nữ sử dụng xe máy và một số ném bom xăng vào mục tiêu. Và ông cho biết thêm là quân nổi dậy vẫn quyết định sử dụng bạo lực đối với người dân và gây tổn hại niềm tin vào nền kinh tế, tạo ra sự không chắc chắn và phá hoại hệ thống chính quyền. Đại úy cảnh sát ông Sarayut Kotchawong nhận được tin báo trước nửa đêm rằng sẽ có một kẻ tình nghi vào cửa hàng tiện lợi tại trạm xăng ở huyện Yala, tỉnh Yala, đặt một chiếc túi đen ở bên trong và cảnh báo nhân viên phải rời đi nếu như họ không muốn chết. 10 phút sau khi nhân viên rời đi thì chiếc túi này đã phát nổ. Hiện nay thì chưa có một nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nói trên. Các tỉnh miền Nam của Thái Lan đã chứng kiến các cuộc nổi dậy kéo dài trong nhiều thập niên. Trong đó, chính phủ của Thái Lan phải ứng phó với các nhóm đòi độc lập cho các tỉnh Pattani, Yala, Narathiwat và ba tỉnh có đa số người Hồi giáo ở quốc gia chủ yếu theo Phật giáo này. Người Hồi giáo từ lâu cho rằng họ bị đối xử bất bình đẳng ở Thái Lan. Chính phủ của Thái Lan đầu năm nay bắt đầu nối lại một cuộc đàm phán với các nhóm nổi dậy chính như là Barisan Revolusi Nasional. Sau 2 năm gián đoạn do đại dịch, Tổ chức Giải phóng Thống nhất Pattani, một nhóm không tham gia vòng đàm phán mới nhất, đã thực hiện các vụ đánh bom trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo và tuyên bố họ sẽ không chấp nhận đối thoại cùng với chính phủ. Bản tin tiếp nối cho biết là Bắc Hàn phóng hai hỏa tiễn hành trình ra biển. Thông tấn xã Yonhap của Nam Hàn đã dẫn nguồn tin quân sự cho biết rằng Bắc Hàn đã bắn hai hỏa tiễn hành trình từ thị trấn Oncheon bên bờ biển phía tây của Nam Hàn vào rạng sáng ngày 17 tháng 8. Tuy nhiên, nguồn tin của Yonhap không cung cấp thông tin chi tiết về tầm bắn hay là độ cao của các hỏa tiễn nói trên. Cũng theo nguồn tin này, giới chức quân đội của Nam Hàn và Hoa Kỳ đang phân tích chi tiết về vụ phóng mới nhất của Bắc Hàn này. Hiện nay thì Bình Nhưỡng vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. Vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn diễn ra chỉ một ngày sau khi Nam Hàn và Hoa Kỳ bắt đầu một cuộc tập trận chung kéo dài 4 ngày để chuẩn bị cho một cuộc huấn luyện thực địa mang tên Uchi Freedom Shield, được tổ chức từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Hoa Kỳ và Nam Hàn đã thu hẹp quy mô các cuộc tập trận quân sự kết hợp trong những năm gần đây vì dịch bệnh COVID-19 và nỗ lực làm giảm căng thẳng với Bắc Hàn. Phía Bình Nhưỡng đã cáo buộc các cuộc tập trận giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ là một cuộc diễn tập để chuẩn bị xâm lược. Bắc Hàn bị cấm thực hiện các vụ phóng sử dụng công nghệ hỏa tiễn đạn đạo theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, việc phóng một hỏa tiễn hành trình không vi phạm các nghị quyết này. Cũng trong ngày 17 tháng 8, phát biểu trong một cuộc họp báo đánh dấu 100 ngày đầu tiên cầm quyền, Tổng thống của Nam Hàn ông Yoon Suk-yeol cho biết là các cuộc đàm phán với Bắc Hàn không nên vì mục đích chính trị mà nên góp phần thiết lập hòa bình. Ông Yoon nói rằng ông sẵn lòng cung cấp hỗ trợ kinh tế theo từng giai đoạn cho Bắc Hàn nếu như quốc gia này chấm dứt chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và bắt đầu quá trình phi hạt nhân hóa. Bản tin tiếp nối cho biết là Israel và Thổ Nhĩ Kỳ khôi phục quan hệ ngoại giao sau nhiều năm.
Thủ tướng của Israel là ông Yair Lapid cho biết rằng chính phủ của ông sẽ khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ và đưa các đại sứ, tổng lãnh sự trở lại sau nhiều năm quan hệ của hai quốc gia có phần căng thẳng. Thông tấn xã Reuters đã trích lời tuyên bố chung sau một cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Israel là ông Yair Lapid và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Recep Tayyip Erdogan. Tuyên bố cho biết là việc khôi phục quan hệ ngoại giao sẽ góp phần làm sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, mở rộng quan hệ kinh tế, thương mại và văn hóa, cũng như là tăng cường việc ổn định trong khu vực. Ông Lapid ca ngợi đây là một bước đột phá ngoại giao và là tài sản quan trọng cho sự ổn định khu vực và là tin tức kinh tế rất quan trọng đối với người dân Do Thái. Quan hệ giữa hai quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Do Thái từng tốt đẹp trong giai đoạn tính từ năm 1949 đến 2010. Tuy nhiên, quan hệ này đã xấu đi kể từ năm 2010 và xuống tới mức thấp kỷ lục trong năm 2018, khi hai nước đã trục xuất đại sứ của nhau liên quan tới các vụ đụng độ giữa Israel và người Palestine tại dải Gaza. Trong khi đó, thì 60 người dân Palestine bị thiệt mạng vì lực lượng Israel trong các cuộc biểu tình ở biên giới Gaza nhằm phản đối mở đại sứ quán Hoa Kỳ ở Jerusalem. Theo Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, việc tái bổ nhiệm các đại sứ là một điều quan trọng để cải thiện mối quan hệ song phương. Đại sứ của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được chỉ định sau khi Tổng thống Recep Erdogan xem xét danh sách được trình lên. Sau qua bản tin đến từ Ấn Độ cho biết là một vụ ân xá 11 tội phạm cưỡng hiếp tập thể. Tin từ New Delhi cho biết là 11 tội phạm lĩnh án chung thân vì đã cưỡng hiếp tập thể một thai phụ trong năm 2002 đã được ân xá sau gần 15 năm thụ án, và vấn đề này khiến cho dư luận Ấn Độ rất phẫn nộ. Những tội phạm hiếp dâm được thả tự do ra khỏi nhà tù ở tại Panchamaha thuộc tiểu bang Gujarat, miền Tây của Ấn Độ trong ngày 15 tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 75 năm độc lập của Ấn Độ. Viên chức của quận Panchamaha là ông Suya Yabatiha Mayastra cho biết là Ủy ban Cố vấn Nhà tù của địa phương đã đề nghị ân xá cho 11 tội phạm hiếp dâm vì họ có hành vi học tập tốt trong thời gian ngồi tù. Nhóm tội phạm nói trên là những người đàn ông theo đạo Hindu tham gia cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ Hồi giáo đang mang thai trong một cuộc xung đột giữa Hindu giáo và Hồi giáo ở Ấn Độ trong năm 2002 ở tại tiểu bang Gujarat. Đây là một trong những cuộc bạo loạn tôn giáo tồi tệ nhất của Ấn Độ, đã dẫn tới cái chết của hơn 1.000 người, đa số là người Hồi giáo. Quyết định ân xá đã châm ngòi một làn sóng phản ứng giận dữ trong dư luận của Ấn Độ. Chồng của nạn nhân, ông Yakub Rasul, cho biết rằng ông vô cùng thất vọng. Ông nói rằng, chúng tôi không được giới chức hay là tòa án báo trước về quyết định trả tự do cho họ. Chúng tôi chỉ biết tin từ truyền thông mà thôi. Nhiều chính trị gia của Ấn Độ đã chỉ trích động thái này đã đi ngược với cam kết bảo vệ phụ nữ của chính phủ. Luật sư Anand Yangit nói rằng, xóa án cho những kẻ bị kết án vì một tội ác ghê rợn như hiếp dâm tập thể là không phù hợp về mặt đạo đức. Chúng ta đang cố gắng phát đi một thông điệp gì đây? Tiếp nối trong chương trình là bản tin cho biết là Trung Quốc thông báo sẽ tập trận cùng với Nga. Bộ Quốc phòng của Trung Quốc cho hay quân đội sẽ tới Nga để tham gia một cuộc tập trận chung cùng với các quốc gia khác, trong đó có Ấn Độ, Belarus và Tajikistan. Theo Bộ Quốc phòng của Trung Quốc thì việc tham gia tập trận chung không liên quan tới tình hình quốc tế và trong khu vực hiện nay. Các cuộc tập trận này là một phần của thỏa thuận hợp tác song phương hàng năm. Trong những năm gần đây cũng đã có các cuộc tập trận do Nga dẫn đầu và có sự tham gia của Trung Quốc. Hồi cuối tháng 5 thì lực lượng không quân của Trung Quốc và Nga đã tiến hành một cuộc tuần tra chung ở trên không ở biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và phía Tây của Thái Bình Dương. Đây là một cuộc tuần tra đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Trung Quốc đã liên tục tập trận trong thời gian gần đây. Trong ngày 12 tháng 8 vừa qua, thì Bộ Chỉ huy Chiến khu của quân đội Trung Quốc thông báo Hải quân đã thực hiện một cuộc tập trận quét mìn kéo dài 5 ngày tại Biển Đông. Trung Quốc đã điều nhiều chiến đấu cơ và máy bay ném bom tham gia trong cuộc tập trận được mang tên là Falcon Strike 2022 cùng với Thái Lan trong ngày 14 tháng 8 tại tỉnh Udon Thani, giáp ranh giới với Lào, và dự kiến sẽ kéo dài khoảng 10 ngày. Vào ngày 15 tháng 8 vừa qua, thì
Quân đội của Trung Quốc cũng đã tổ chức các cuộc tập trận tuần tra chung và sẵn sàng chiến đấu ở vùng biển và vùng trời quanh Đài Loan. Và tiếp nối chương trình là phần thông tin thương mại.